Ly siêu to khổng lồ 1 lít chỉ 10k, được tăng cân và xịn nhẹ với ca chỉ 10k ly siêu to. Anh em có một cầu đi anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những đi qua nó qua chế bỏ qua bao chúng ta và rất nhiều sản phẩm ra sản phẩm ăn tây như vậy chỉ với cái này đây chắc có thể mua được nhiều sản phẩm mới đừng ngần ngại hãy đến với dân hàng của tôi chúng tôi sẵn sàng ủng hộ bạn 15 thì anh chọn cái sản phẩm mở cửa 5 xiếc nhá đây đây đi chúng ta đây mình nấu đồ bài nhá nặng với mùa bác kim nặng đó 20 cái này Đi với chị Vân đi kìa. Cốc chén, bình hoa, bình rượu, bình vân và vân vân. Tất cả dù chủ đề chung là gì cũng có, chỉ với 39.000 đồng. Xin trân trọng kính mời. Đi qua, có quà, chứa có quà. Mọi chúng ta xin chào mọi người. Mọi sản phẩm sản giá của đôi đôi. Hãy nhận thông tin của chúng tôi để lựa chọn những sản phẩm. Mỹ là cậu cháu để bác biết không? Phải quen thế nhỉ? Bác quen. Bác có bác mà. Thế á? Đây nhá. Đây nhìn nào, nhìn nào. Thế còn mấy cái nào nữa? Đây. Đây cho em đi mua nhá. Đây cho em đi mua nhá. Cái nào đây này? Đi mua bánh hoa. Có tay cầm luôn đấy một cái thôi. Chợ về rồi. Nó làm cây rơm này hả? Hộ anh với. Làm cái này. Đấy anh làm nhé, giống cái này đấy. Hộ anh với. Cây đấy. Về. Cây này nặng thế này. Nó đâu? Từ. Để anh đào một tí. Anh lấy cây chèn mỏng đi. Cây vào. Đây dưới nhá. Nói phải cho đưa mà nhấm thôi. Nhiều mắt. Múa cột mà hôm bà hôm qua múa để cho chết cái vỏ cây cũng tưởng con chuột. Hôm qua thằng con nhà ngoan hôm nó mà khào luôn tại để mấy con nhà ngoan nữa nhớ ngó khai thằng nghĩ vào đó cây khai mấy phải quá ơi con ở đây cứ làm ơn nhá đi về chị mua đi bắt tiền vào cái nào đấy cái này ấy đây bắt chặt đi ở đấy bắt lấy không bắt lấy mà của mình bắt đó này đấy để đây con này nhá đó con nhà Hồng Hương chứ thì của cháu là cùng phở của bà đó đấy cái tách thì cái ba bà Liên đây mới tách mà đây của bác đây nhé vâng cháu Ngọc Nguyên nhé rồi đúng một cái rồi rồi nhá đấy mưa bắt đầu dưới ngay cái phải xuống đó đây bao hàng đây không bán đâu đây ai nghe mẹ của mẹ 5.000 thôi tôi đi cho đây cả nhà ơi lấy đi lấy chị cho đuổi chị à dạy con nấu cái không nấu nào ông cứ để bó cho ông nấu một cái nhưng mà ông đưa mình cây gò thế chua gì à mày nấu cả ao la đang là rất ngon đây nhỉ đây của chị đây chị đấy có thích lẻ không đây đây chị ơi em thừa bốn cái xa từ á hồ để phải há giết ngon lắm máy mà cái thứ đây nè không có lạp lát rồi đây này còn ăn nữa không thế chua đấy về nấu canh chị ơi nấu canh cá rồi chả nhiều mai lọ đôi từ bữa tao xuống á em lấy cho chị 1 cân nhá bằng này được chưa chị ơi bằng này nhá đây em cân cho chị đây của chị đây อุ้ย Chỉ có 39.000 đồng là quý khách có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm bất kỳ. Áo phông lam, áo phông nữ cho bà con của bác mình. Áo phông lam, áo phông nữ cổ dựng cổ tròn cổ vẹn nhau hết là bán kiểu ông cũng giận dịch mà muốn mua. Ra mua thì trả lại, mà gái mua thì đắt chồng làm. Mặc quần. Áo phông lam nữ chỉ có 100.000 đồng rồi. Quần phông lam, quần nữ lúc 100.000 đồng bán nhất. Bán cho quần phông lam nữ. Chỉ có 39.000 đồng mà thôi. Chỉ có 39.000 đồng là quý khách có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm bất kỳ tại gian hàng của chúng tôi. Có thể tham quan toàn là vị trí quần áo giá rẻ của chúng em mà xem để giảm giá tương ứng với giá các cho bà con của bác mình trong buổi chợ ngày hôm nay. Đặc biệt hôm nay vị trí áo không làm áo không nữ cho bà con của bác mình, áo không làm áo không nữ cổ đựng cổ thôi. Lên kia này nó nữa, có đây đấy, không phải là. Che lũ. Ừ, anh này bên che lũ bên nước. Bên ra má. Chỉ có 39.000 đồng là quý khách có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm bất kỳ. Người cho tên đi chị ơi. Cú lên 5.000. Bắt nhiều sản phẩm gia dụng khác chỉ với 39.000 đồng. Đúng, chỉ với 39.000 đồng bạn có mua cho mình một sản phẩm thú nhớ. Đừng để những khi đến với gian hàng chúng tôi sẵn sàng phục vụ những khách hàng. Sản phẩm thực sự tổng sản phẩm, trẻ em nhé, đồ chơi trẻ em, khi cốc chén, bình nước, bình rượu, vân vân. Chỉ với 39.000 đồng, nhưng trân trọng kính mời. $9.000 mà thôi, nhiều như săn trọng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. yêu. Tình yêu đi. Ừ, tình yêu. Tình yêu đi. Tiền lắm rồi. Dạ, mà anh đưa tiền ra để cho anh làm được đi là cái Dũng. Ừ. Ở đây hay ra với lại Long nè. Đây đây mẹ bóc đây. Đấy để vào trong này ấy. Vẫn quả này vẫn còn. Đâu ăn quả. Mình cho ăn tí này mà kín lên đi. Sao mới. Hai tiếng này bác mà tốt không phải. Không quá nhỉ, không quá sai đây. Chặt nhưng mà nó không như thế này, nó thế này thôi, nó ngắn thế này. Ừ. Không, chứ em thấy cũng ở nhà bằng cũng có hồng to chát đây. Nó để nó chín ở trên cây nó chín như thế này nè. Thế là giống nhau mà nó là ngắn ít kít. Ngon. Vậy vậy các bạn. Nốt quả này. Nốt. Sợi nốt rồi. Nuôi này non nghe. Cái lên cao, dây dài cơ nó mới lên cao. Dây đó. Lấy cái này nó úp xuống. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ Ui rồi. Bao nhiêu một cân? 150. Đâu dữ rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Anh Tuấn ơi, ra ăn cơm với em. Anh ơi, ra ăn cơm với em. ไอ้สามถ้าเกิดนี่ไงmón quá này là món dừa hồi nóng quá dừa xay nhiều thế này cả xay nhiều nóng quá ngon quá ngon nhẹ nhỉ ngon quá đây nữa cho anh miếng này. Ngon quá. Một miếng dưa. Đấy. Ngon quá. Cho em dọn nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ Dạ ở bên nhà này. Mình thằng người của ông này về lấy con mẹ của con em không ạ. Ba bảo là nó chỉ đình mình lúc nào không có ở đấy mà nó mua nó trộm rồi đấy. Phải bán tí này về. Xong trải nghiệm nhá, cứ làm là nuôi ai nè. Xin nhá. Đấy ạ. Đi xong gì đó. Đây chắc là đo được thử này. Đây là sắc vật này. Có một cái phiến này. Bán rẻ cho bà nhé. Bờ cho bán rẻ. Toàn vật không nặng. Đây là ngâm rượu để hai ông bà uống. Đây cháu cân cho bà. Bà lúc tròn 5 lạng bà ơi. Bắn con à? Không có làm gì. Bắn con này ơi chứ. Giá 5 lạng. 50.000. 50.000. Bắp dê vô quá. Đấy cái non thôi bà. Nhớ rồi đấy. Cái bánh cắt này ngâm á. Vẫn ngọt lừ luôn, ta rượu ngọt như đường luôn. Ngon đấy. Con no thì say lăn đùng rồi đấy. Ông mệt thôi, ông mệt nó cũng không mấy đâu. Ông này nó đã đỡ hơn. Ông khoái mèo mấy còn chết người nữa. Ông khoái cháu còn phải đi truyền mà. Không lấy được ong đâu. Mười bóng nữa không? Này, giờ tao này 10 kg mang về xào đi. Mười bóng nữa không? Có hôm á, chưa lấy mấy cái măng em đi chị. Làm đâu đời thôi. Không ăn nữa đã ăn đồ ăn sẵn rồi. Đấy, chỉ cho tiền thôi. Cái này có mấy? Mấy cái này làm chuyện này. Ông Tào đây bí đây. Bác ơi được 8 lạng này. 5.000 thôi. Giờ. Ông đấy, người nhìn chắc là ông đấy. Ông này bao nhiêu tiền đây? Chị ơi. Con chỉ 5.000 cái đại thay mà. Cái của chưa làm, con cái của chưa phát minh ra nó đã làm rồi. Bọn nó học bên đang bảo là nó còn đấy là học bên marketing, đi học bên marketing cái gì thế thì chắc xuống chỗ nhà Tâm Phương rồi, chắc xuống chỗ nhà Tâm Phương thì đó rồi. Biết về cái gì của mấy cha con thằng à? Em nó đậu tàu phở. Ôi thả đỗ cho củ bánh nhá. Xào nhá. Chị ơi, chị ơi. Chị. Mẹ bán bằng sống cái nào ạ? Bán bằng tre, bán bằng nứa. Ăn thơm mà. Đây là cái thuốc này 20.000 nữa. Bán gì không ạ? 20.000 lấy. Không có mà chỉ quả đấy rồi là vừa tầm đẹp đấy. Đấy chỉ cái rồi. Đó, mới lừa đâu mà sợ. Nghe chừng là ở bức đúng không? Cháu làm công tác thôi, cũng biết năm nay thì lúc cháu mới màu đỏ. Rồi đấy dễ trí nó ngon. Cái mặt. Cái này thì đấy ngon, đấy không? Thích không có cho pha đấy. Chí nào mà bà lấy văn nghệ cơm bữa à có mà máy đi đâu ngày xưa chị toàn tài chế thì không có đèn tối bán rẻ đi bây giờ 7.000 không mất nước mấy ngày dòng dã ăn ngập phố chứ ăn rượu mà cứ ăn rồi đi ăn mẹ ủ củ với lại cái ủ con mờ này bán là 400 luôn còn nếu như bán thì mình có đến bán 200 tiền con thùng con 1 400 quá tàu không còn lắc cái mặt lagi buat ush Dạ sai không cái hở hả? Bác dạ ấy phải bác cho mai mà ba đi có mà được. Wow. ơi. Ơi. Ra đây ăn đầu cọ này. Ăn cơm với em. Ra. Ra đi. Hay à. Có món gì đấy? Em vừa nấu đầu cọ đấy không? Ngon thế nhỉ? Ăn thử xem. Ăn thử món em nấu rồi. Ngon quá. Thịt cũng mèo rồi. À ông nhằn đầu tối đấy nhỉ? Ở bờ mương. Chấm đây anh. Chanh á. Anh cắt vào. Ngon quá. Ốc to vậy. Ăn con này à? Ăn to thế này. To này nữa ngon. Béo mà gậy luôn. Ăn miếng sườn. Ngon quá. Thế là còn mỗi một cái mang về à? Bán hết mà ăn bán hết rồi. Thử còn cái nào để mai lại nấu tiếp. Ngon không? Ăn ốc này anh. Ngon, nhỏ quá. Nhỏ rồi, vừa. Ăn nữa không? Anh Hoàng. Anh Hoàng dọn nữa. Nhỏ quá. Anh dọn. Ngon quá. một vụ, một người chỉ có 20.000. Cô chưa ăn bao nữa Đây bác ơi, không có túi nhá. Bác cầm một cháu, không có túi xanh nhá. Cháu 5.000. Đấy to lắm, nó cũng không ngon. Đó đâu có bác này cả, cái hết thì sáng giờ. Đây chú ăn không ạ? Ngon không? Có, giá hết rồi anh ạ. Giờ tìm còn không có. Ô, giá cao nó lên thế nào? Đấy, chị thấy miếng nào? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bán thế cho nhanh 2.000 cân đâu đó, bán bố thì bán hàng rẻ thì bán sao đi rồi. Ngon rồi, ngon giá còn một cứt rồi. Có 5.000 cân nữa, lốp. Xong rồi đây đấy. Trên nhà bác ăn nghĩ là ăn này. Rồi đi đến xe. Ta lên trên nhà đi. Bảo Minh Ngân về đã ăn nghĩ nào hả? Em Ngân ngồi cho. Mí Thái ngon lắm. Này, mí thùng này thì vừa đi lấy vàng ươm đỏ lừ luôn. Giờ ấy về đây ăn mí nào. Đây, thấy chưa? Ghê chua, ghê chua. Ôi, cháy ra con đấy. Ngồi xuống. Ôi rồi ôi, chị Loan làm gì ấy? Cháy cây chua. Đây. À rồi, con chạy dậy thì nối tới. Thấy. Chín rồi mà. Nó rụng đấy, cái nó rụng đấy. Con. Nhung, cắt đấy nhá. Vậy hắn mấy hiện với họ tổ ông có lâu đi cửa ở đâu cha hắn mấy hiện ở nhưng mà mua khao hô kín mà anh Tuấn mấy chú thêm như đấy hè nhằng hơn chắc đấy sai đó mi lúc rồi ngon nhỉ vẫn không bán đi ăn mạnh lắm. À, hôm nay không đi câu cá nữa, hôm nay không đi câu cá mai mắn. Không làm nướng, vừa cắt tóc à hả? Một đỏ mà anh chị. Em mới nướng thím lại về, lấy về cho con nhá. Cứ lờ thím có một ngon ngon lấy ra đây. Đây, cái này mới muốn đâu có quả nó rồi nè. Đủ bơm 12. Đấy. Đây, con nhà khóc từ sữa bụng. Chơi rồi. Ừ, đấy, con. Ngon quá nhỉ. Lộn biết hắn máu đi tham gia không nào lộn khi ông lại đi kia chơi câu đá để chết hả mà lộn biết hắn chơi bảy buổi tối cho hắn của cháu không ai bắt nộp tiền đấy mà hôm trước bảo không nhận bây giờ họ lại bảo nhận tiền rồi đây cất lại đây đấy, cất con đi một buổi chết cái vỏ phải gạ ốp gạ đấy. Rồi bác đi về nhá, bác mang về cho Châu ăn, mang đi về đây. Ngày sau có cái gì bác phải mang sạc nhá, về đó về đó bác nhá, về nha anh bảo nha, trong thôi.